Trước đó, đến chiều ngày 27 tháng 8, cơ quan công an đã làm việc với tài xế và tạm giữ với 17 phương tiện. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, cơ quan công an xác định còn 24 phương tiện vi phạm chưa đến làm việc với cơ quan công an. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị chủ, người điều khiển các phương tiện trong 24 biển kiểm soát liên quan đến vụ việc tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, địa chỉ số 319 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để làm việc. Khi đi, những người này phải điều khiển xe mô tô có biển kiểm soát trên và mang đầy đủ giấy tờ phương tiện đến cơ quan công an.